Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội ngày 20 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến trương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc các thầy cô có một ngày lễ ý nghĩa, luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp chồng người. Và sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Trong 2-3 ngày vừa qua, khu vực Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết khá là ổn định. Đêm thì không có mưa, sáng sớm thì có sương mù nhẹ và ngày trời nắng. Nền nhiệt ít dao động và cao nhất trên toàn khu vực phổ biến là 30-31 độ và thấp nhất ban đêm trong khoảng 22-24 độ, trời se se lạnh. Dự báo trong trưa chiều nay thì khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó thì có cả thủ đô Hà Nội, sẽ được tăng cường yếu trở lại. Tuy nhiên thì do quá trình tăng cường sẽ lệch nhiều ra phía biển, duy trì đới gió đông nam đến đông, vì vậy mà độ ẩm trong không khí vẫn cao. Và ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất vào ban ngày vẫn duy trì ở mức là 30-31 độ. Khoảng chiều và đêm nay thì trời sẽ nhiều mây trở lại và nhiệt độ giảm dần xuống mức 25-27 độ vào khoảng 20-22 giờ, sau đó thì giảm thêm xuống mức 23-24 độ vào thời điểm nửa đêm về sáng. Dự báo sang đến ngày mai thì do vẫn chịu sự chi phối của đới gió đông nam yếu, nên vào đêm và sáng thì trời vẫn nhiều mây, sương mù nhẹ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và có thể kéo dài đến 7-8 giờ sáng. Nhưng đến trưa và chiều, mây giảm và trời chuyển nắng, cường độ nắng cũng sẽ yếu hơn so với hôm nay. Nhiệt độ ngày mai có thể sẽ giảm nhẹ so với hôm nay khoảng trên dưới 1 độ và dao động ở mức là dưới 30 độ. Dự báo trong vài ba ngày tới, thời tiết tại thủ đô Hà Nội ít biến động. Cho đến khoảng chiều và đêm ngày 23 tháng 1 thì có khả năng Hà Nội sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây hơn và đôi lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ sẽ giảm dần. Từ ngày 24 tháng 11 thì có khả năng là trời sẽ chuyển rét. Và trong một ngày chủ nhật cuối tuần, thủ đô Hà Nội có nắng đẹp, thời tiết tạnh giáo không mưa, cùng mức nhiệt không quá oi nóng sẽ là điều kiện thuận lợi để quý vị và các bạn dạo bước ngắm phố phường, cảm nhận hơi thở và nhịp sống của từng ngôi nhà góc phố. Với những ai yêu thích đồ kim hoàn, trang sức thì có thể ghé thăm phố Hàng Bạc, bước đến đầu phố nghe tiếng búa gỗ đều đều, thỉnh thoảng nghe tiếng máy cắt, không đâu khác chính là phố Hàng Bạc. Nằm giữa trung tâm phố cổ, phố Hàng Bạc từ bao đời nay vẫn nổi tiếng với nghề kim hoàn làm trang sức. Con phố dài khoảng 500m, đầu phía tây là ngã tư giáp với các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bồ, còn đầu phía đông giáp với phố Trần Quang Khải. Phố Hàng Bạc không có xe buýt lưu thông nên nếu bạn muốn đến đây thì phải đi theo tuyến xe của các phố lân cận và đi bộ hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Đến phố Hàng Bạc, quý vị và các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những người thợ kim hoàn sáng tạo ra những mẫu trang sức với màu sắc và kiểu dáng độc đáo mới lạ. Ngày nay thì công việc chế tác trang sức đã có sự hỗ trợ của nhiều thiết bị máy móc, nhưng những người thợ kim hoàn ở Hàng Bạc thì vẫn sử dụng đôi tay khéo léo của mình để tạo ra những món đồ trang sức tinh xảo. Ở Hà Nội hiện nay có rất nhiều cửa hàng buôn bán, sửa chữa cũng như là chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc. Nhưng những thương hiệu có từ lâu đời ở phố Hàng Bạc thì vẫn luôn là địa chỉ được nhiều người tin tưởng. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy ghé qua phố Hàng Bạc để mua những món trang sức đẹp và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt ở đây. Chắc chắn sẽ để lại cho quý vị những giờ phút thư giãn ý nghĩa sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Và đến đây, bản tin thời tiết Hà Nội cũng xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 78-88%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 80-90%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, độ ẩm trung bình 82-92%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, độ ẩm trung bình 76-91%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 79-91%.